Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Thưa quý vị, thời gian qua, tình trạng khai thác cát bừa bãi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Vấn nạn trên diễn ra ngay trong mùa mưa bão, gây nguy cơ sạt lở bờ sông, biến đổi dòng chảy, uy hiếp đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân sinh sống ven bờ. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành công văn số 1476 yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, ngành có liên quan thực hiện nhiệm vụ tăng cường kiểm tra khai thác cát sỏi, sử dụng đất bãi ven sông trái phép để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại một số nơi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, lợi dụng giá cát sỏi tăng cao đột biến, một số cá nhân, tổ chức ngang nhiên khai thác cát trái phép. Các hộ dân sinh sống tại tổ 17 phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì phản ánh, bất kể ngày đêm, tại đoạn cuối sông Lô, ngay ngã ba giáp ranh với sông Hồng thuộc địa bàn phường Bạch Hạc, thường xuyên xuất hiện tàu cuốc, tàu hút cát hoạt động. Hoạt động trộm cắp tài nguyên diễn ra công khai và rất tinh vi. Tàu chở cát cỡ lớn sẽ áp sát tàu cuốc để ăn hàng, các tàu khác sẽ neo đậu ở bến bãi để chờ đến lượt. Tôi nói với chú này nhá, thường thì bây giờ tất cả là ủng hộ cho làm rồi, còn có mỗi người dân là ngoài các hoạt động khai thác diễn ra rầm rộ dưới lòng sông, thì theo quan sát của phóng viên, tại khu vực này còn có các hoạt động hút cát từ các tàu lên san lấp cho một khu vực rộng lớn bên trên bờ gần đó. Người dân cho biết, hiện trạng máy nổ ngày đêm inh tai nhức óc đã diễn ra được hơn 2 tháng nay và chưa biết bao giờ mới chấm dứt. Việc này đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt của người dân nơi đây. Điều này cũng gây ra nhiều hệ lụy như làm biến đổi dòng chảy, ảnh hưởng tới đời sống sản xuất của người dân. Hơn nữa, mùa mưa lũ đang đến gần, việc khai thác cát bừa bãi như vậy có thể gây sạt lở bờ kè bất cứ lúc nào. Đề nghị cơ quan chức năng và đặc biệt là Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cần kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng khai thác cát trái phép mùa mưa lũ. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.